Con là bây giờ là không phải sư, không phải thầy. Con là một người công dân Việt Nam như mọi người á. Con không có muốn mượn hình ảnh của các chùa, các sư. Nên là con là một người bình thường để khỏi mượn hình ảnh của họ, khỏi xâm phạm họ đấy. Sư Minh Tuệ đã trộm tăng tướng, trộm pháp của người xuất gia như thế nào? Điều hiển nhiên mà ai cũng nhận thức được từ ngàn đời nay, hành vi trộm cắp là một thói hư tật xấu cần được bài trừ. Bất kể thời đại nào, dù là chiếm đoạt tài sản hay giá trị tinh thần, hành vi này đều xuất phát từ lòng tham lam, ích kỷ và bản chất xấu xa của con người. Theo giáo lý nhà Phật, trộm cắp là một trong những giới cấm mà người Phật tử tại gia hay những tu sĩ xuất gia đều phải nghiêm trì thì mới có thể tiến tu đạo nghiệp, đạt được giải thoát mọi sự khổ đau. Gần đây, mạng xã hội xôn xao với hiện tượng một người được gọi là Sư Minh Tuệ đi bộ hành khắp đất nước Việt Nam để tu tập 13 pháp hạnh đầu đà. Không khó để nhận ra, người được gọi là sư này khi với giao diện bề ngoài cạo tóc như người xuất gia, mặc chiếc y vá nhiều màu, trên tay thường ôm lõi nồi cơm điện, đi chân trần trên đường, đi đến đâu nườm nượp người theo, vây quanh cúng dường vật thực, quay chụp. Tin chắc rằng đến đây, nhiều Phật tử nhân dân có tìm hiểu một chút về đạo Phật sẽ lầm tưởng đây là một vị sư tu hành theo hệ phái nguyên thủy của Phật giáo. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Và thật lạ ở chỗ, người đàn ông này cạo tóc như người xuất gia, đắp y như người xuất gia, ôm bát Minh Tuệ biến đấu thành lõi nồi cơm điện như người xuất gia, thực hành theo 13 pháp hạnh đầu đà của người xuất gia. Nhưng người đàn ông có tên Minh Tuệ này lại không coi mình là sư. Cụ thể, trong một video trên YouTube có tiêu đề 24 giờ sư Minh Tuệ tu hạnh đầu đà và hành thiền như thế nào, ở 30 phút 48 sư Minh Tuệ nói: tại vì con là bây giờ là không phải sư, không phải thầy. Con là một người công dân Việt Nam như mọi người á, đi tập học theo Phật thôi. Con không có muốn mượn hình ảnh của các chùa, các sư, họ là tỳ kheo là sư, nên là con là một người bình thường để khỏi mượn hình ảnh của họ, khỏi xâm phạm họ đấy. Không để họ nói là mượn hình ảnh sư thầy. Nhiều người cảm thấy hoang mang khi nghe Minh Tuệ phát ngôn, bởi ông mang dáng vẻ lời nói và hành động như một tu sĩ xuất gia. Vậy ông không phải sư thì là ai? Hãy hình dung một người không phải công an nhưng lại mặc quân phục đứng ở ngã tư đường hướng dẫn giao thông, hay một người không phải bác sĩ nhưng lại mặc áo blue trắng trong bệnh viện tư vấn cho bệnh nhân, điều gì sẽ xảy ra? Liệu mọi người có nhận ra họ không phải công an hay bác sĩ thực sự? Nếu ai cũng vi phạm quy định và đạo đức như vậy, xã hội sẽ ra sao? Liệu đó có phải là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hay là một sự hỗn loạn? Dưới góc nhìn của người tu đạo Phật, ngay cả với cư sĩ tại gia, người ấy chỉ có thể trở thành một Phật tử khi được một vị tăng trong tăng đoàn truyền thọ tam quy và ngũ giới, chứ không được tự ý lấy pháp của Phật tu theo mà xưng là Phật tử được. Đây là giới luật do Phật chế định. Những việc làm của người được gọi là sư Minh Tuệ này chính là việc giả sư, trộm tăng tướng, trộm pháp của người xuất gia, pháp đầu đà. Bởi người đàn ông này không trong tăng đoàn của người xuất gia mà tự mình đắp y, cạo tóc, không thông qua đại tăng để cho mọi người lầm hiểu là đệ tử Phật. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của tín đồ Phật tử, thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với hàng phàm phu còn bị nghiệp lực chi phối trong quá trình tu tập thì không thể tránh khỏi những lúc phạm giới, nhưng cần phải nhận diện mà sám hối cho tiêu nghiệp. Nhưng Minh Tuệ lại không nhận ra là mình phạm giới trộm cắp, hoặc cũng không biết là mình đã phạm để mà sám hối, mà cho rằng mình đã thực hành các giới trong kinh Sa Môn Quả, kinh Phạm Võng. Theo lời dạy quý báu của Đức Phật, người tu sĩ thực hành 13 pháp đầu đà với đầy đủ chánh kiến và nghiêm trì giới luật sẽ đạt được giải thoát. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Việc sư Minh Tuệ thực hành 13 pháp đầu đà nhưng thiếu đi chi kiến và dẫn dắt mọi người theo làm những việc làm trái đạo nghịch đời, có thể xem như là lời cảnh báo về hậu quả khổ đau mà ông sẽ phải gánh chịu. Lời Phật dạy nhắc nhở mỗi chúng ta cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đặt niềm tin vào bất kỳ vấn đề nào, không nên mù quáng tin theo đám đông. Đây chính là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta